Thiện xin mến chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay Thiện cùng với nhóm của chú Út đến đây để chở vật liệu cắt nhà cho chị Thị Sà Quân và anh Danh Bé Su. Thì cái căn nhà này được các cô chú anh chị giúp đỡ thì Thiện cũng đủ tiền để xây dựng cái căn nhà bề ngang 4m, dài 11m. Đó là phần tiền của chú Thành, cô Hoài Thương, cô Đông, cô Hoành ở bên Mỹ, và cũng chắc cùng có các cô chú cũng giúp đỡ thêm nữa để Thiện làm cái căn nhà cho gia đình. Thì ngày hôm nay thì chị cũng đã sanh rồi, thì đang ở bên nhà mẹ, chỉ còn có anh hôm nay nghỉ làm ở nhà dỡ nhà ra thôi. Thì một vài hình ảnh Thiện quay phim để gửi đến các cô chú anh chị các bạn xem nha. Anh vô đây nè, anh đây, vô đây chút xíu. Thì hôm nay chị vợ của anh cũng đã sanh rồi. Cái nhà thì hiện tại cô chú anh chị thấy nó cũng đã muốn sập rồi. Thì kế bên Thiện là anh chồng, thì anh cũng có đôi lời cảm ơn đến các cô chú anh chị đã giúp đỡ cho gia đình của anh. Anh ơi, ngày hôm nay nhóm thiện nguyện Cuộc Sống Quê Miền Tây á đến đây để giúp gia đình anh cất lại cái ngôi nhà để ở ha. Thì này cũng các cô chú anh chị ở nước ngoài giúp đỡ cho gia đình anh. Thì anh cho biết anh tên gì anh? Tên Vê Xu. Năm nay anh bao nhiêu tuổi? 39. Dạ, rồi hiện tại giờ anh được mấy đứa con? 4 đứa con. Rồi công việc của anh hàng ngày làm nghề gì? Đi ra làm công trình, làm hồ. Làm hồ hả? Dạ. Đi đổ lỗ hả? Đổ lỗ. Rồi thu nhập đỡ không anh? Chúng bữa thắt, có mưa bão rồi khi làm không được vậy. Rồi nếu mà làm được thì ngày mình được bao nhiêu tiền? Trung bình chắc là 200-300 ngàn gì. Dạ. Rồi vợ anh sanh được mấy hôm rồi? Dạ, bữa nay 4 hôm, 4 ngày rồi. 4 ngày rồi. Con trai anh? Trai. Thì hôm trước lại đây quay phim á, thì chị cũng có nhà, chưa có sanh. Thì hôm nay được các cô chú anh chị giúp đỡ á, thì đến đây thì chị cũng đã sanh rồi. Nhưng mà chắc cũng khoảng cỡ chừng 10 bữa gì mới về đây ha anh? Dạ, dạ. Rồi ngày hôm nay em cũng thay mặt các cô chú á, giúp đỡ cho anh các căn nhà bề ngang 4m, dài 11m nha. Thì anh có đôi lời gửi lời. Xin cảm ơn nhà hảo tâm Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ cho tôi được các căn nhà. Dạ. Che nắng che mưa. Dạ. Xin cảm ơn. Dạ. Thì thời gian tới có nghĩa là ngày hôm nay với ngày mai là anh dỡ nhà, ngày mốt mấy anh em đến đây để làm cái căn nhà này cho anh ha. Dạ. Kịp không anh? Dễ kịp không? Kịp, mai rồi. Dạ. Thì do cái nhà làm 11m á cho nên nó phải dỡ luôn cái nhà sau luôn để mình đủ diện tích làm nha anh. Rồi thì sáng giờ cũng anh cũng có tiếp mấy anh em giá vật liệu lên á, thì để cho nó nhanh rồi để sau ngày mai dỡ hết cái nhà này ra để còn làm sớm nữa. Dạ. Rồi tí xíu á có gì anh giá vật liệu xong á nhờ anh chở dĩ dẫn đường lại chỗ vợ của anh ha, để ở đây gửi cho ít tiền cho vợ anh để lo cho em bé đó. Vợ tôi ha. Gần đây không? Cũng gần bao cái số, vô bao cái số vậy. Mà đi xe được không? Đi xe được. Rồi thì sau đây một vài ảnh thì quay phim để gửi đến các cô chú anh chị xem. Cái nhà của anh này xây cất được bao lâu rồi? Cất bao lâu rồi? Nhà cũng chục năm rồi, một hết trơn rồi. Mà một ăn hết trơn, một hết trơn cột. Là nó tự làm hay là anh em cho? Và vợ cho thì lá mắp từ tự làm mua. Cái cột nhà này vậy. Rồi vậy anh dọn cái này ra ha, rồi dỡ nhà ra. Rồi hai đứa con bữa nay có đi học không? Có. Hả? Rồi con năm nay học lớp mấy rồi? Lớp 5. Rồi con? Lớp 2. Bữa nay chú chở vật liệu đến đây để cất nhà tụi con ở, tụi con vui không? Vui. Giờ không có còn ở nhà đá nữa ha, mai mốt là ở nhà tôn rồi nghe. Nhà này không gài mưa nó có dột không? Không. Không à? Dột. Dột ở sau. Dột ở sau à? Nhà này nói chung là cái lá nó cũng ở phía trên nó cũng còn hơi mới, nhưng mà bên hông là tạc lại với lại cây gì nó mục hết rồi. Cái nhà ở phía sau nó bị nghiêng bên rồi. Rồi mẹ con giờ ở bên ngoại hả? Mấy tuần lần về. Mấy tuần mới về hả? Con biết nhà ngoại con không? Biết. Đi bằng gì? Lúc đó đi học về con với anh con đi nhà ngoại. Rồi giờ đi trên đường nhựa luôn hả gì?
gần 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 đường nhựa không? Hay vô lô đan? Chỗ kia đường đi chỗ kia cổng xây. Ừ. Thì cái phần xi măng á, chắc có thể là gửi nhà kế bên, gạch lót đó, đó gửi nhà kế bên. Cái căn nhà này giờ là chống chọi hết trơn vậy nè, chứ bây giờ mà nó không chọi là nó sập. Chú à, nhà anh Mảnh có ai ở không chú? Nhà bên đó đó. Nhà có, nhưng mà Lê Minh Dương có ai ở không? Có mà Lê Minh Dương rồi. À bây giờ con gửi tạm xi măng bển ha. Chứ nhà này dỡ ra rồi đâu để xi măng đây được. Phải là được rồi. Dạ. Vậy dạ. Ba cái đồ này cũng mượn mật nó lắm. Vậy là được hay chú? Được đó, được. Dạ. Vậy đi nó dễ chứ nhà này mơ dỡ ra chống lỏng rồi. Đúng rồi. Đâu để đây được. Trời mưa văn hôn nó ướt hết trơn. Dạ. Vậy là được á. Dạ. Chú là ba của ảnh hả? Tôi là hay là hàng xóm? Ông già vợ. Ông già vợ hả? Ừ. Rồi nhà của ông già vợ ở đâu? Ở bên ấp ấp Bán Sen. Dạ. Dạ ấp Hồng Đô, có biết Hồng Đô không? Biết. Ở Hồng Đô mà. Dạ. Vậy là tí xíu nữa con lại đẳng con quay phim để trao tặng tiền các cô chú gửi cho chị á. Dạ. Rồi nhà này nhà của ai đây chú? Em mười một ngang là 4 à? Dạ nhà ngang 4 dài 11. Ô nhà này mục hết rồi chú ha. Mục hết trơn rồi, nó nằm rồi đó. Dạ. Bọn hết trơn rồi. Ba cái đòn tay này tôi lại thì sửa cho lại nè. Dạ. Thôi là không coi nó. Cũng luôn vậy. Dạ. Thì anh tôi nè, anh bệnh quá nè, anh làm không được. Tôi còn không bệnh nhiều nhưng mà leo lên cao thì dòm xuống đất nó chứ mặt. Dạ. Nói. Năm nay là 75 rồi. Dạ. À, không rồi. Dạ. Cũng do theo Việt Nam ta cho về hưu rồi phải không? Dạ. Về hưu rồi. Mà tôi đâu có được không? Gắn bị con nghèo mình không lẽ mình về hưu phải không? Chú được mấy người con? 5 đứa. 5 đứa hả? Rồi anh này thứ mấy? Nhỏ à, thằng này ghế này là thứ 5 nè. Dạ. Nhỏ này thứ 5. Dạ. Còn một phải không? Thứ 5 phải không? Ừ. Có gia đình ở trên chỉ còn một dạ. Giờ đi mà ở Bình Dương. Dạ. À, học tốt nghiệp 12. Dạ. Mà không có tiền là đi nữa, coi như này nghỉ lại vô được. Dạ. Mà ở bên này để xi măng đỡ nè, im nè. Cái nào nó mưa tạt không chú? Mưa tạt vô không, ướt không? Có gì lấy cao su đẩy nè. Có cao su mà. Dạ. Do chị Sà Quân mới sanh về nhà bên mẹ thì Thiện chạy ra đây để gửi phần tiền của chú Thành, cô Hoài Thương, cô Đông, cô Hoành gửi cho gia đình là 200 đô để chị lo tả sữa cho em bé. Rồi con chào bác gái. Dạ. Bác là mẹ của chị Sà Quân hả? Mẹ ruột hả? Mẹ ruột. Dạ.
Rồi chào chị. Bữa nay chở vật liệu lại các nhà cho gia đình nè. Mà chị mới sanh hả? Sanh được mấy ngày rồi chị? 4 ngày á. Dạ. Thứ 7. Trai ha. Trai. Rồi ở đây mấy hôm? Đến ở mười mấy ngày về rồi, khỏe khỏe về rồi ở nhà không có ai. Mấy ba gái qua đây ngồi luôn đi. Cha nó ở nó mạnh mạnh chung hay về. Dạ. Vì không có ai. Chồng dạ. Đi làm đó. Dạ. Vậy là bác ở đây lo cho chị ha. Dạ. Bác được mấy người con? 5. Dạ. Rồi chị đây thứ mấy bác? Dạ. Tính cất nhà rồi mới sanh mà cuối cùng sanh trước hả? Nó dự tính cho 16 tay rồi, 18 tay là sanh. À. Rồi sanh vậy rồi có tiền mua sữa mua tã gì không? Thì bị dành trước bây giờ hết rồi. Dạ. Giờ có bảo hiểm á. Không có hết nhiêu, chỉ hết tiền mua này kia. À. Hôm nay em cũng thay mặt các cô chú hỗ trợ cho gia đình chị cất nhà đó. Thì có cái căn nhà là bề ngang 4 mét dài 11 mét nha. Nó lớn hơn cái căn nhà mình đang ở. Dạ, với lại hôm nay tới đây cũng hỗ trợ cho chị một phần tiền. Cái này của các cô chú ở bên Mỹ gửi cho gia đình. Chú Thành, cô Hoài Thương, cô Đông, cô Hoành ở bên Mỹ gửi cho $200 nha. Dạ. Mừng quá rồi. Dạ. Trong cái lúc mà khổ khó khăn mà được các cô chú giúp đỡ cũng mừng á. Dạ. Xanh rồi không dám nghỉ, nó nói nghỉ bữa nay một bữa nữa đi mệt, nó không nghỉ nghỉ ha. Tính này làm cơ nếu mà không có gạo không thì ăn đó, ở bên đây hôm nay lo. Dạ. Đâu mới sanh chị đâu có làm gì được. Đâu làm gì. Phải nghỉ thôi. Nghỉ mấy tháng luôn á. Rồi con của bác có gia đình hết trơn chưa? Còn thằng 22 tuổi đi làm mẹ. Dạ. Còn mấy người kia có hết trơn. Dạ. Mua bình thôi người ta cho sữa. Cái anh mà vợ người ta sanh chung á. Dạ. Thì sợ hết tiền. $400 á là nó chưa có tới 4.8 triệu nha. Lúc dạ. Trước nó được 4.8 triệu mà giờ chưa tới, nhưng mà em gửi cho chị là 4.8 triệu đâu nghe. À, chị đếm thử coi cái màu xanh nó đủ 8 tấm chưa. Rồi cái kia 4 tấm nữa là coi như 4.8 triệu ha. Dạ. Ở đây là phần của chú Thành, cô Hoài Thương, cô Đông, cô Hoành ở bên Mỹ gửi cho chị nha. Dạ. Rồi chúc cho chị nhiều sức khỏe ha, chúc cho mẹ tròn con vuông. Dạ. Cảm ơn chú nghe. Dạ. Rồi con cũng chúc sức khỏe bác gái luôn nghe. Rồi, mấy đứa nhỏ lại qua đây luôn ha. Thôi đứa này được rồi nghe. Đừng có thêm nữa nghe. Đông, đông lắm rồi. Nghĩ cho thêm rồi, nặng nề lắm. Nặng nề quá. Hồi nãy nhờ đứa nhỏ này nó dẫn lại nè, đâu biết đường đâu. Chặt thì nó ảo. Mỗi lần cho khoai lang đây bác có nhận được không? Được. À đây là rồi là con cho đó. Vậy đó hả? Dạ. Ừ. Thấy người ta không có cho phiêu, bơi xuống đi cái mấy người ghe ta chú ơi chú cho tôi không được không vậy chú thật. Tôi không biết, còn người kia kìa. Dạ. Rồi vậy con cũng xin phép về nghe bác. Dạ. À, em cũng xin phép về nghe chị. Dạ. Rồi. Chúc cho gia đình nhiều may mắn nha. Dạ. Rồi khi mà nhà cửa xong đó thì em bé về nhà chắc cũng được luôn rồi đó. Dạ. Ở đó không được, đâu bỏ mấy đứa nó còn đi học không ai la là chiếu không có học bài học hành gì đó.
Tính là phải đi về người. Đi xuống mà ăn ăn được ấy. Dạ. Đi về được ấy. Ông ấy về tại bà nội nó, ông tôi nội này cũng hai ông bà này. Không có ai, ông đi đẳng á. Dạ. Thấy rồi, nãy có gặp rồi. Nghe nhỏ còn gần nhà điện cách là ông đi đi liền. Dạ. Ông ai sắp xếp gọi điện, ông không vô. Hồi nãy có nói với anh chồng á, kêu dỡ nhà ra đi để ngày mốt người ta làm. Mời dỡ ra là vừa. Ông đang làm á, điện không vô dạ. Nữa rồi. Ông hãy đi trước đi. Thôi vậy con về luôn bác ơi, về luôn chị ơi. Chú nghe. Dạ dạ.